Điện máy Ngọc Mai xin gửi một lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay thì bên em về kho được một lô mũi khoan tháp hàng bãi Nhật rất chi là xịn sò, để em sẽ chi tiết và giới thiệu tới các bác nha. Hôm nay thì với những bộ mũi khoan tháp, những cái mũi khoan đa lăng như này nữa này, và những cái dòng vít Nhật, vít của Daiwa xịn sò, em sẽ có dòng từ 5 cm, 7 cm, 9 cm và 15 cm để phục vụ cho các bác trong cái buổi livestream ngày hôm nay nha. Đầu tiên thì các bác có thể tham khảo cho em những cái bộ mũi khoan tháp như thế này. Đấy, hôm nay thì nguyên một hộp như này các bác ạ. Nguyên một hộp như này. Một bộ này thì nó sẽ có bao gồm là 6 món nhá. Để em sẽ mở nguyên một hộp để cho các bác tham khảo này. Ở trong cái hộp này thì sẽ có combo là 6 món, 6 chi tiết như thế này. Đầu tiên thì các bác sẽ có 3 cái mũi khoan tháp nha. Sẽ có 3 cái mũi khoan tháp như thế này. Và 3 mũi khoan tháp này thì nó sẽ có đủ kích cỡ cho các bác này. Mũi nhỏ nhất sẽ là từ mũi 4 cho đến 12 nha. Và đến mũi thứ hai đây là từ 4, cái này từ mũi 6. 6 hay 4 đấy ạ? 4, từ 4 luôn đấy các bác ơi. Đấy, nhỏ nhất là 4 này, từ 4 đến 20 này. Và từ 4 đến 32 nha. Tức là một cái combo này này các bác sẽ có 6 cái, 3 cái mũi khoan tháp và 3 cái mũi khoan như thế này. Mũi khoan tháp em sẽ gửi các bác là loại chân lục giác nha, còn mũi khoan này thì sẽ là chân đầu kẹp. Đó, một combo là 6 chi tiết như thế này luôn. Hàng xịn sò luôn các bác nha. Bình thường mình mua lẻ ngoài thị trường, một cái mũi khoan tháp này cũng đã hơn 100 ngàn rồi đấy ạ. Đấy, cái chất liệu đẹp. Đẹp nha, đẹp và chắc chắn luôn các bác ạ. Hàng bao xài cho các bác thợ luôn. Cái này là hàng bãi Nhật và bên em ôm lô được nó có khoảng tầm độ mấy chục bộ nhá. Khoảng tầm mấy chục bộ. Nên là bác nào chốt cái này thì là mình nhanh tay hôm nay là mình sẽ chốt được nha. Nếu mà các bác chốt thì gọi cho em là bộ mũi khoan tháp 10 món nha. Giá chỉ có 130 ngàn. Đây, nguyên một bộ như thế này. Đấy, nó sẽ có một cái hộp đựng như thế này cho các bác. Để khi mà mình sử dụng xong thì mình có thể bảo quản mũi khoan ở trong này rất là tiện lợi luôn. Cái này thì số lượng nó không quá nhiều nên là các bác chốt cái mã này thì là mình nhanh tay nha. Đây là một cái mã sản phẩm em tri ân bán tặng các bác. Đấy, bình thường giá thị trường mua thì nó rất chi là mắc nha. Hôm nay thì em tri ân các bác giá chỉ có 130 ngàn thôi nên là các bác chốt thì mình cứ nhanh tay. Gọi cho em là bộ mũi khoan tháp nhiều món nhá, giá 130 ngàn. Và bên này sẽ là hai đầu số điện thoại của bên em này. Số thứ nhất là 0378487818 và số thứ hai là 0989458200. Các bác đặt hàng thì mình hãy liên hệ alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên em là sẽ có đơn hàng nha. Khi mà đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác sẽ không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước nha. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là sẽ có đơn hàng. Và trước khi nhận hàng thì mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, cho nên là các bác cứ yên tâm. Người thật việc thật nên là em giới thiệu hàng như thế nào thì đến nơi các bác nhận nó sẽ y chang là như vậy luôn. Đấy, hôm nay thì hàng nó cũng mới về và em đang đang xếp thì nói chung là nó vẫn còn đang lộn xộn nhá. Vẫn còn đang lộn xộn cho nên là em sẽ gặp cái mã nào thì em sẽ sell cho các bác mã đó. Ngày hôm nay thì nó sẽ có rất là nhiều các mã sản phẩm hay. Đấy, các bác quan tâm về máy móc dụng cụ đồ nghề thì các bác có thể nhanh tay mình bấm nút đăng ký kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai và bật chuông thông báo lên để thường xuyên đón xem được những cái video clip mới nhất, để bên em sẽ đăng tải và gửi tới các bác rất là nhiều các mã sản phẩm hay và giá rẻ. Hôm nay thì mũi khoan đa lăng bên em về cũng rất là nhiều nha, với những cái mũi khoan như thế này. Mũi khoan đa lăng của bên em sẽ là hàng chuẩn xịn sò loại số 1. Loại 1 để gửi tới các bác. Mũi này nó sẽ là mũi chân lục giác nha. Mũi khoan chân lục giác như thế này, đầu bốn cạnh này. Đấy, cái mũi khoan này thì em sẽ có đầy đủ kích cỡ nha. Mũi 4, mũi 6, mũi 8, mũi 10 và mũi 12. Nếu bác nào lấy cái mũi phi nhỏ thì nó sẽ là mũi 4 hoặc mũi 6 hoặc mũi 8. Giá của nó sẽ là 25 ngàn một mũi nha. Còn to hơn thì là các bác lấy mũi 10 hoặc mũi 12, nó sẽ gọi là mũi to, thì giá của nó sẽ là 35 ngàn một mũi. Với những cái mũi khoan này nó sẽ là mũi khoan đa lăng nên là các bác sẽ có thể khoan được nhiều chất liệu. Đặc biệt nhất là các bác có thể khoan tường, khoan bê tông rất là ok luôn. Các bác đi khoan đá, khoan gạch này, cái này nó khoan được cả kính luôn nha. Đấy, các bác cứ lên đơn xem là mũi khoan đa lăng. Đấy, ở bên này thì sẽ là những cái vít nha. Những cái đầu vít của đây quát này, đây những cái đầu vít như thế này các bác này. Đấy, những cái đầu vít của bên em đợt này về nó sẽ có đủ nha. Nó sẽ có đủ kích cỡ nha. Cái vít này là vít 7 sen này. Vít 7 sen này. Đấy, có cả những cái vít dòng 5 sen này, 9 sen và 15 sen. Đấy, như cái vít này nó sẽ là vít gọi là vít 9 sen này. Đầu tiên các bác lấy cái loại vít ngắn nhất thì nó sẽ là vít 5 sen nha. Vít 5 sen hoặc là vít 7 sen thì giá của nó sẽ là 7 ngàn một cái. Đây, những cái vít dòng 5 sen hoặc 7 sen nó như này này. Nó là 7 ngàn một cái nha. Cái đợt này bên em về chủ yếu là cái vít 7 sen này nó là vít màu đen. Nó sẽ có loại vít màu đen và vít màu vàng nhá. Đấy, màu nào cũng như màu nào các bạn. Nói chung nó đều là hàng chất lượng nha.
Đấy, các bác mà lấy vít 5 sen này hoặc 7 sen là 7.000 một cái này. Còn vít này là vít vít này sẽ gọi là vít 9 cm nha. Giá là 15.000 một cái. Cái vít mà loại dài nhất thì là các bác lấy cho em cái dòng vít 15 cm nhá. Đây này, 15 cm nó sẽ là cái loại vít này nha. Vít 15 cm này thì giá của nó sẽ là 25.000 một cái. Cái này là hàng của Đài Bát chính hãng các bạn. Sử dụng cực kỳ là bền luôn. Đấy, cái chân của nó sẽ là chân lục giác như thế này, chân lục giác và đầu bốn cạnh. Vít này sẽ là vít PH2 nha. Vít này sẽ là đầu vít PH2. Đó, các bác có thể mình tham khảo lấy một thêm hai cái vít để mình có thể ghép và mình đi chung đơn nha. Đó, ở bên này em sẽ lên tiếp cho các bác này với những cái bộ áo điều hòa nha. Hôm nay thì bên em sẽ có đủ size cho các bác. Size từ 50kg cho đến 80kg các bác vẫn có size nha. Và đặc biệt hôm nay áo sẽ có rất là nhiều màu. Các bác có thể lựa chọn màu nha. Đây nó sẽ là màu xanh than này. Và có cả màu dàn di như thế kia. Màu xanh rêu này các bác này. Màu nào cũng đều đẹp nha. Màu nào cũng đều rất là đẹp. Áo của bên em sẽ gửi tới các bác hàng chất lượng số 1. Đấy, chất liệu áo rất chi là mềm mịn. Mặc rất chi là thoáng mát và thấm mút mồ hôi nha. Đó, các bác lên đơn cho em là áo điều hòa nha. Với mỗi một bộ áo điều hòa thì hôm nay em gửi tới các bác là một combo. Nó sẽ có là bao gồm một áo và một bộ điện như thế này. Đây, hàng của Japan. Một bộ điện này thì nó sẽ bao gồm có hai quạt, một pin và một củ sạc các bác nha. Đấy, đây ở đây nó có cái bộ này em đang đấu sẵn vào rồi đây này. Đấy, các bác có thể tham khảo cái bộ điện này. Đây, một cái bộ điện nó sẽ là đầy đủ như thế này này các bác này. Đó, một bộ điện thì bao giờ cũng sẽ theo cho các bác là hai chiếc quạt không chổi than, một quả pin dung lượng lớn và một cái sạc như thế này. Và các bác sẽ kết nối cái quả pin này với hai cái chiếc quạt này, sau đó mình bật công tắc pin lên để cho hai cái quạt này nó hoạt động, nó sẽ thổi gió nhá. Đấy, về thì cái áo nó sẽ có cái chỗ để cho các bác có thể lắp quạt. Đấy, đây các bác nhìn treo này, với những cái chiếc áo này phía sau nó đều có lỗ hổng như thế này để mình lắp được hai chiếc quạt vào đây. Mặc lên thì rất chi là mát. Với những cái chiếc áo điều hòa như thế này thì để phục vụ cho các bác mà làm những cái nơi lắng nóng, nơi nhiệt độ cao thì mình có thể tham khảo mình sở hữu những cái chiếc áo điều hòa như thế này, rất là tiện lợi các bác. Hôm nay bác nào lấy một combo áo thì sẽ là có giá 699.000 nhá. Còn nếu bác nào mình lấy áo lẻ ấy, lấy thêm những cái áo dời như thế này thì sẽ là 230.000. Ngoài ra những cái bộ điện dời như thế này mà các bác không lấy thêm áo thì nó cũng rẻ hơn, thì nó có rất là nhiều phân khúc để cho các bác lựa chọn. Mình có thể mua nguyên một combo hoặc là mua lẻ áo, mua lẻ quận điện cũng được. Đấy, bên em thì sẽ gửi tới các bác đầy đủ phân khúc luôn. Và các bác cần có nhu cầu như thế nào thì các bác hãy cứ liên hệ trực tiếp bên em. Đấy, hai cái đầu số điện thoại này là mình có thể liên hệ để mình đặt hàng được nhá. Bên này em sẽ lên tiếp cho các bác này một cái mũ cắt cỏ này. Đây, với cái dòng mũ cắt cỏ này thì nó rất là tiện ích nha. Nó sẽ có một cái miếng lưới như thế này này, để khi mà các bác đi cắt cỏ này hay là các bác đi làm những cái công việc gì mà mình không muốn bị những cái vật thể lạ nó bắn vào mặt, bắn vào mắt, thì các bác có thể tham khảo cái mũ cắt cỏ này. Giá 140.000 và em sẽ miễn phí ship các bác. Đấy, các bác lên đơn treo là mũ cắt cỏ nha. Giá 140k. Đấy, cái kính này này, cái miếng lưới này mình có thể tháo rời được. Ở đây nó có hai cái chốt này. Các bác mà không muốn dùng cái miếng lưới này thì mình có thể tháo rời ra, thì nó sẽ trở thành một chiếc mũ như chiếc mũ bảo hộ của các bác thợ điện ấy. Rất là xịn sò luôn. Nào bây giờ em sẽ lên tiếp cho các bác một cái mũ hàn điện tử nhá. Mũ hàn điện tử hôm nay sẽ có mức giá là 350.000. Đây cái mũ này. Đấy, 350.000 một mũ nha. Mỗi một cái mũ này thì nó sẽ theo là có một cái quai đeo như thế này này. Đấy. Ở bên này thì nó sẽ có thể tùy chỉnh ở bên trong này đấy ạ. Tùy chỉnh ở đây nha. Giá cho em là 350.000 nha. Các bác lên đơn cho em là mũ hàn điện tử. Cái mũ này thì nó sẽ che kín hết cả khuôn mặt cho các bác luôn. Vừa bảo vệ đôi mắt và vừa bảo vệ da mặt luôn. Giá 350.000 này. Ở bên này sẽ là một cái bộ khẩu mở bu lông nha. Cái khẩu mở bu lông 11 chi tiết này. Chất liệu bao bền bao đẹp nha. Mạ chrome sáng bóng luôn. Một bộ này thì nó sẽ có 9 cái khẩu 1 phần 2. Khẩu bu lông 1 phần 2 từ khẩu 8 đến khẩu 24. Có một cái lối dài và một cái tròng mở tay tự động như thế này luôn. Giá 180.000 và được miễn phí ship luôn. Các bác lên đơn gọi cho em là bộ khẩu 11 chi tiết. Giá 180.000 và em miễn phí ship các bác. Ở đây thì em sẽ chi tiết cho các bác này. Đây sẽ là những cái ổ cắm đúc nha. Ổ cắm điện hàng cao su đúc. Đầu tiên thì em sẽ chi tiết cái ổ này là ổ 3 lỗ cắm này. Ổ 3 lỗ cắm thì nó sẽ cắm được 3 lỗ chân tròn như thế này các bạn. Cắm được 3 lỗ chân tròn như thế này. Giá cho em sẽ là 45.000 nha. Riêng cái ổ 3 lỗ cắm này nó sẽ có đèn báo điện luôn. Còn các bác mà lấy cái ổ 5 lỗ như thế này này. Ổ 5 lỗ này thì nó không có đèn báo điện.
nhưng các bác sẽ cắm được 3 lỗ chân tròn và 2 lỗ chân dẹt như thế này. Đây là hàng cao su đúc nha các bác, nhìn cho em những cái thanh đồng của nó rất chi là to xịn sò như thế này. Bao các bác làm xài thợ công trình nha. Nếu mà các bác làm gia đình thì thật sự là mua một lần mình dùng mãi mãi luôn. Giá cho em 45.000 một cái nhá. Các bác có thể lấy ổ 3 hoặc ổ 5 lỗ nhá. Ổ 3 hoặc ổ 5 lỗ đều bằng giá nhau 45.000 một cái. Bác nào lấy 10 cái là em sẽ hỗ trợ bao ship luôn. Ngoài ra hôm nay nếu mà các bác có nhu cầu mua phích cắm đúc là em cũng có luôn 25.000 một cái phích nha. Còn ổ điện như này thì sẽ là 45.000 này. Tiếp theo thì qua đến cái phía bên này, em sẽ giới thiệu thêm cho các bác này. Đấy, những cái thân đèn như thế này. Đây các bác tham khảo cho em những cái thân đèn led nha. Đấy, cái thân này là thân đèn 16 bóng các bác ạ. Thân đèn 16 bóng led như thế này này. Đấy, cái này thì mình có thể tùy chỉnh nó lên được này. Đấy, cho nó lên nha. Cái này các bác lắp vào pin là các bác xài này. Nó có thể đứng lên như này này. Đó. Cái này lên đơn các bác gọi cho em là thân đèn màu đen nha. Cái thân đèn này nó sẽ có 16 cái bóng led siêu sáng và thiết kế hàng chevy thông dụng này. Chevy thông dụng là chevy 2 cậy khoảng cách nhau 4 phân. Giá thân đèn là 150.000. Các bác lên đơn cho em là thân đèn màu đen. Giá 150.000 thôi. Đấy, cái này thì giá của nó là 150k nha các bác. Rất chi là tiện lợi luôn. Ở nhà các bác có những cái quả bi chevy thông dụng rồi, mình có thể mua cái thân đèn này về, mình dùng tận dụng luôn những cái quả bi sẵn có ở nhà, tiết kiệm được rất là nhiều chi phí luôn. Nào tiếp theo vào đến cái phía bên trong này, em sẽ lên cho các bác này nhiều các mã sản phẩm hay các bác tham khảo. Hôm nay sẽ có những cái bộ khẩu mở bu lông của Hukan hàng chính hãng như thế này. Bộ khẩu vàng nhá, bộ khẩu vàng của Hukan khẩu 10 món này. Đây các bác lên đơn xem cái bộ này. Cái bộ khẩu vàng của Hukan này nó sẽ có 10 cái khẩu 1/2 luôn. Từ khẩu 8 đến khẩu 24 này. Khẩu này là khẩu dài nhá, dài 8 cm. Đây, rất là xịn. Giá cho em là 250.000 thôi. Các bác gọi cho em là khẩu hộp vàng nhỏ có 10 cái khẩu nhá, giá 250.000. Vừa nãy em có chi tiết cho các bác cái mũ hàn điện tử, ở trong này nó sẽ có cái chiếc kính này. Đây, kính hàn điện tử đây. Cái kính này nó sẽ đẹp như một cái kính thời trang luôn các bác đeo vào đôi mắt. Đấy, cái này thì sẽ bảo vệ đôi mắt cho các bác an toàn tuyệt đối 100% khi các bác sử dụng máy hàn nha. Lên đơn cho em là kính hàn điện tử này. Đấy, giá cho em là 150.000 thôi. Cái kính này 150.000 thôi và sẽ được bao phí ship nhá. Ở bên này đây vừa lấy em có chi tiết các bác cái vít thì là cái vít này nó sẽ là vít 5 phân nha. Vít 5 phân nó sẽ như này này. Đấy, còn đây là những cái đầu bắn tôn. Những cái đầu bắn tôn siêu hút luôn nha. Các bác tham khảo cho em những cái đầu bắn tôn này thì giá của nó sẽ là 25.000 một đầu nha. 25.000 một cái đầu bắn tôn như thế này. Đấy, lên đơn cho em là đầu bắn tôn. 25.000 một đầu thôi. Các bác dùng những cái dòng này thì nó rất là xịn và độ bền cao. Để các bác làm chỉ sợ không may các bác làm rơi vãi mất thôi, chứ còn cái này dùng bền mãi mãi luôn. Nào bên này thì sẽ là những cái con kích gạch này. Kích gạch hay là nhiều bác còn gọi là con đội gạch đấy ạ. Giá cho em là 45.000 nhá. Bác nào lấy 10 cái thì em sẽ hỗ trợ bao ship các bác luôn. Lên đơn cho em là con kích gạch. Cái loại này thì nó sẽ là cái loại dày dặn và đẹp nhất trên thị trường. Và giá cũng là cái mức giá tốt nhất. 45.000 một cái. Bác nào lấy 10 cái em hỗ trợ bao ship luôn. Em sẽ lên tiếp cho các bác là những cái mỏ hàn điện tử nhá. Cái mỏ hàn xanh như thế này ạ. Với những cái mỏ hàn xanh như thế này, các bác sẽ sử dụng để hàn chì, hàn thiếc. Với những cái mỏ hàn này thì hôm nay có giá là 150.000 và được bao ship luôn. Các bác mua một mỏ hàn em sẽ tặng cho các bác một cái túi đầu mỏ có 5 cái như thế này ạ. Mỗi một mỏ hàn được tặng một cái túi đầu mỏ 5 cái như thế này. Giá chỉ có 150.000 và sẽ được bao phí ship luôn. Cái này các bác có thể tùy chỉnh nhiệt độ nha. Công suất 60W này. Nhiệt độ tối đa lên tới là 450 độ. Giá 150.000 và được bao ship toàn quốc luôn. Các bác mua về để hàn chì, hàn thiếc nha. Cái này chì hàn với nhựa thông là chưa có đi theo các bác nha. Đấy, mua thì các bác chỉ cần gọi cho em là mỏ hàn xanh giá 150k và bao ship luôn. Đấy, bên này thì em sẽ lên cho các bác này những cái ke góc nam châm nha. Em sẽ có 3 cỡ như thế này ạ. Đây, để em sẽ cho các bác xem 3 cái cỡ ke góc nam châm. 3 cỡ nha các bác. Cỡ to nhỏ khác nhau. Đầu tiên các bác lấy cái cỡ nhỏ nhất này. Đây là cỡ nhỏ nhất. Đấy. Cái cỡ này, à đây không phải rồi. Cái này em để đây nó bị nhầm. Hai cái cỡ này nó giống nhau. Hai cái cỡ này là cỡ 50. Đều là ke góc 50 nha. Hai cái này là ke 50 này. Nó có một cái loại bé hơn cái loại này, nó là ke 25. Ke 25 thì giá của nó sẽ là 50.000 một cái nhá. Đấy, còn cái ke này là ke 50, giá sẽ là 70.000. Còn cái ke này là ke cỡ 75, là ke to nhất này. Đấy, ke to nhất thì giá sẽ là 100.000. Các bác có thể tham khảo nha. Mình lấy cỡ to hay là cỡ nhỏ thì các bác có thể liên hệ trực tiếp bên em là mình sẽ đặt hàng thành công được.
Nào bên này thì em sẽ lên tiếp cho các bác này những cái con lấy dấu này. Đây các bác tham khảo cho em những cái con lấy dấu nhá. Con lấy dấu thì cái này chất liệu của nó thì các bác có thể lấy dấu được ở trên nhiều chất liệu khác nhau đấy ạ. Đây giá là 50.000 thôi. Đây là một cái sản phẩm em tri ân bán tặng các bác. Lên đơn cho em là con lấy dấu giá 50k giúp em này. Cực đẹp luôn. Đấy. Rất là xịn sò nha. Cái này các bác lấy dấu được ở trên nhiều chất liệu đấy ạ. Giá 50.000 này. Tiếp theo em sẽ gửi tới các bác một cái sản phẩm rất là hay. Đây sẽ là một cái bộ máy cạo râu bằng pin. Các bác bật công tắc đây lên là mình xài này. Đó. Máy chạy rất là êm nha. Cái này các bác sử dụng để cạo râu sẽ an toàn tuyệt đối 100% khi các bác sử dụng. Nó sẽ không bị đau rát chảy máu như các bác dùng bằng dao lam đâu nhá. Giá cho em là 199.000 và được miễn ship này. Các bác lên đơn gọi cho em là máy cạo râu bằng pin màu đen. Giá 199k và miễn phí ship luôn. Tiếp theo thì sẽ là một cái bơm dậm chân 2 bít tông. Cái bơm này. Cái bơm dậm chân này thì các bác có thể bơm xe máy, xe đạp, bơm ô tô được luôn nha. Giá 199.000 này. 199.000 cái bơm dậm chân 2 bít tông như thế này. Dùng xong mình có thể gấp gọn lại như thế này để trong cốp xe nha. Đi đâu cũng rất là tiện luôn. Lên đơn treo là bơm dậm chân 2 bít tông. Giá 199k. Cái này sẽ là một con máy khoan bê tông màu xanh này. Máy khoan bê tông pin 3 chức năng. Đầu gài nhá. Thân máy là 730 còn nguyên bộ theo 2 pin 10 cell, giá sẽ là 1.600.000. Đấy, có cả tay cầm phụ đi theo cho các bác luôn. Bên này em sẽ giới thiệu thêm các bác này những cái đồng hồ kẹp dòng đa năng 3266 TDLGT. Các bác tham khảo giúp cho em nha. Với những cái kẹp dòng này thì nó rất là đa năng. Các bác vừa có thể kẹp dòng này, đo tụ, đo trở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng được, đo điện đứt ngầm được nha. Đặc biệt có chức năng chống đo nhầm điện. Khi mà các bác cắm nhầm điện trực tiếp vào đây nó cũng không bị chập cháy đồng hồ đâu ạ. Giá cho em là 250.000. Các bác lên đơn gọi cho em là kẹp dòng màu vàng nha. Giá 250k. Một cái bộ sản phẩm này thì các bác sẽ có đầy đủ. Đây có một đồng hồ này, một đôi que đo nhiệt độ này, một đôi que đo thông này, một đôi pin như này. Đấy, có một cái bao vải đựng như thế này nữa này. Giá 250.000 này. Mức giá rất là hời luôn. Em sẽ lên tiếp cho các bác một cái mã sản phẩm cực kỳ là hữu ích luôn. Đấy, đây là một cái bộ tăng đơ hớt tóc bằng pin. Cái bộ tăng đơ này tăng đơ của Zichen nha. Nó sẽ theo cho các bác là 4 cái cứ cắt đấy ạ. Có cả lược chải tóc này. Giá chỉ có 150.000. Cái này nó có sẵn pin cho các bác rồi nha. Các bác sử dụng bằng pin. Và hết pin thì mình sẽ cắm sạc điện trực tiếp 220V mình lại xài được tiếp nha. Giá chỉ có 150.000. Lên đơn xem là tăng đơ của Zichen nha. Tăng đơ của Zichen giá 150.000. Đấy, cực kỳ là hữu ích luôn. Các bác có thể sử dụng để cắt tóc cho cả người lớn và trẻ nhỏ luôn nha. Giá 150k thôi này. Tiếp theo sẽ là một bộ vít thẳng của đất tông nha. Cái này chạy bằng pin nha. Cái bộ vít thẳng này sẽ có mức giá 550.000 nha. Nguyên hộp như thế này các bác này. Giá 550.000, lên đơn treo là bộ vít thẳng đất tông. Giá 550.000. Bộ máy mài pin của TLT hàng chính hãng như này ạ. Cái máy mài màu xanh như này. Máy cực đẹp luôn. Bộ sản phẩm này thì sẽ theo cho các bác nhà mình là hai quả pin, một pin 10 cell và một pin 15 cell. Hàng công tắc bóp nha, máy không chổi than, hàng cho pin thông dụng. Đấy, cái này nó là máy một tấc và điều chỉnh được 3 cấp độ luôn. Sử dụng motor từ không chổi than rất là ok. Giá chỉ có 1.350.000 một bộ thôi. Lưu ý cho em cái bộ này nó sẽ theo hai pin, một pin 10 cell và một pin 15 cell. Các bác lên đơn gọi cho em là máy mài pin của T-Box nha. Giá 1.350.000. Và em sẽ lên tiếp cho các bác một dòng sản phẩm thương hiệu chính hãng của T-Bot. Với cái con máy khoan đầu 13 ly như thế này. Đây sẽ là một con máy khoan 3 chức năng có búa này. Điều chỉnh được 20 cấp trượt nha. Đầu kim loại 13 ly. Máy thiết kế không chổi than, hàng trên bi thông dụng. Bộ này sẽ theo 2 pin châu 10 cell, giá cho em là 1.280.000. Lên đơn cho em là khoan pin 13 ly của T-Bot. Giá 1.280.000. Cái này nhớ gọi cho em là máy khoan màu xanh nhá. Tây bốc nó có cả màu xanh và màu vàng. Cái màu vàng thì nó sẽ rẻ hơn. Ở bên này thì sẽ là những cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nha. Siêu mềm mịn luôn. Cái này các bác dùng cho cả người lớn và trẻ nhỏ được nhá. Bình thường các bác mua ngoài thị trường giá niêm yết là 36.000 này. Hôm nay em chiên bán tặng các bác giá 10.000 một cái nhá. Bác nào lấy nguyên một combo, một combo sẽ là 30 cái thì giá sẽ là 180.000 và sẽ bao phí ship các bác. Đấy, các bác lên đơn cho nó bàn chải đánh răng. Ở phía bên trong này thì sẽ là những cái thân máy mài pin. Hôm nay sẽ gửi tới các bác có màu xanh và màu vàng luôn nha. Đấy, màu xanh và màu vàng như này. Đây màu vàng này, màu xanh này. Đấy. Có hai màu như này các bác có thể tham khảo nhá.
và sẽ đồng giá nhau là 399.000 một thân máy. Thân máy thì chưa kèm theo pin sạc nhá. Đây là máy một tấc sử dụng hàng công tắc bóp và có chốt hãm như này. Điều chỉnh được 3 cấp độ nha. Máy không chổi than, hàng chân bi thông dụng. Giá thân máy là 399.000 và sẽ được miễn phí ship luôn. Ngày hôm nay em sẽ gửi tặng các bác thêm cả phụ kiện tay cầm, tay mở, ốp bảo vệ lưỡi. Giá 399.000 này. Bên này thì em sẽ lên cho các bác là những cái đĩa xích tròn nha. Đĩa xích tròn, đĩa một tấc này. Đây, cái đĩa xích tròn như thế này. Giá 70.000. 70.000 một cái đĩa xích tròn. Về các bác lắp vào những cái máy cắt cầm tay, máy bìu, máy điện mình xài được nha. Để sử dụng cắt cây, cắt gỗ. Đấy, giá cho em là 70.000 này. Ở phía bên trong này em sẽ lên cho các bác này những cái bộ máy massage bằng pin nha. Máy massage bằng pin thì hôm nay sẽ có mức giá là 250.000 một bộ nha. 250.000 một bộ máy massage bằng pin. Một bộ này thì nó sẽ có nguyên một combo. Các bác sẽ có một máy và 4 cái đầu massage đi kèm, có cả sạc đi kèm cho các bác. Giá cho em sẽ là 250.000. Các bác gọi cho em là máy massage bằng pin. Giá 250.000 thôi và sẽ được hỗ trợ miễn phí ship hoàn toàn cho các bác luôn. Đấy, cái này thì các bác sử dụng để đấm lưng này, để massage. Các bác mà hay bị đau lưng, đau mỏi vai gáy thì các bác có thể sở hữu cái sản phẩm này nha. Giá 250.000. Tiếp theo sẽ là những cái hộp đựng đồ. Đây, đầu tiên là các bác có thể tham khảo cho em cái hộp đựng đồ của Kabushi. Cái hộp này các bác gọi cho em là hộp nhựa size nhỏ loại tai e-lock. Giá chỉ có 250.000. Cái này nó có hai cái khóa e-lock này, sử dụng rất là bền luôn. Đây, các bác mở hộp ra thì nó sẽ có một ngăn to nhá. Có một ngăn to như thế này. Đấy, và một ngăn phụ này. Hộp này thì các bác dùng rất là bền. Cái kích thước của hộp sẽ là dài 35, cao 15 và rộng 15 cm. Có một cái tay xách như thế này. Đấy, bên nắp hộp nó sẽ có những cái ngăn này này. Đấy, bên đây có một ngăn, bên này một ngăn nữa nhá. Các bác có thể đựng đồ rất là ok. Hộp này các bác nhớ gọi cho em là hộp nhựa size bé của Kabushi loại tay lốc. Giá là 250.000. Ở bên này sẽ là hộp to nhá. Cái hộp to này thì nó sẽ có kích thước là dài 44 cm, cao 20 và rộng 20 cm. Giá của hộp to thì sẽ là 300.000. Hộp to sẽ có giá 300.000 và cái hãng của nó sẽ là cái hãng này nhá. Nó cũng giống như cái Kabushi nhưng mà cái hãng cái tên nó khác. Đấy, cái này nó sẽ là hàng tay lốc. Nó sẽ có cái tên như này hoặc là tên Kabushi. Nó vẫn giống nhau các bạn, nó chỉ khác mỗi cái tên thôi. Đó, các bác có thể tham khảo cho em nhá. Mình cần cái kích thước là thì mình có thể lên đơn. Cái này nó hình thức nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác nhau về mỗi cái kích thước chiều dài, chiều rộng thôi. Và các bác mua cái hộp này thì mình có thể tham khảo kỹ cái kích thước nhá, để xem là cái kích thước nào nó phù hợp với mình. Đấy, ở bên này thì em sẽ lên cho các bác một bộ máy khoan bê tông. Hàng ngon bổ rẻ nhất đây. Các bác tham khảo cho em cái mã khoan bê tông của Hukan. Mã K98 nhá, K98, đây. Đây sẽ là một con máy khoan 3 chức năng cộng. Cái này nó có đảo chiều, hàng logo dập đổ như này. Con này thì sẽ bao các bác làm thợ công trình được nhá. Công suất cực đại lên tới 1100W. Hàng dây đồng 100% và cái bộ sản phẩm này nó sẽ có nguyên hộp. Các bác sẽ có máy, có tay cầm, có hộp đựng và 2 máy đục 3 máy khoan đi kèm luôn. Giá là 899.000 một bộ nhá. 899.000. Lê đơn các bác gọi cho em là khoan bê tông của Hukan K98, giá 899.000. Và em sẽ giới thiệu các bác đây sẽ là những cái thước rút tự hãm 7,5 mét này. Cái đợt này em chỉ ân các bác giá chỉ có 50.000 một cái thôi. Em sẽ mở cho các bác xem nhé. Đấy, nó sẽ là thước tự hãm như thế này. Đây, các bác muốn tháo vào thì nó như này này, bóp vào công tắc này. Đấy. Rất là ok nha. Dày dặn, đẹp và chắc chắn. Giá cho em là 50.000 này. Lê đơn cho em là thước 7,5 mét giá 50.000. Nó sẽ có nhiều màu nha các bác. Màu cam, màu xanh, màu đen, màu vàng, màu trắng, có đủ màu. Giá chỉ có 50.000 một cái thôi. Tiếp theo sẽ là một bộ máy khoan bu lông pin của Hukan. Đây là bộ bu lông Hukan X1. Đầu bu lông 1/2 đầu rộng như này nha. Có lỗ lục ra ở giữa này. Hàng logo dập nổi. Cái này lực xiếc của nó sẽ là 350 N. Hàng chân bi thông dụng luôn. Một bộ sản phẩm này thì sẽ có hai pin các bạn. Hai quả pin này. Đấy, pin đi theo máy nó sẽ là pin trâu. Một quả pin 10 cell và một quả pin 15 cell đi kèm. Hôm nay thì bác là mua thân máy nhé. Thân máy không có theo pin thì giá của nó sẽ là 600.000. Còn lấy nguyên bộ mà theo hai pin thì giá sẽ là 1.500.000. Đấy, và đặc biệt ngày hôm nay bác nào chốt chọn bộ Hukan X1, em sẽ tặng các bác cái bộ khẩu bu lông 10 chi tiết hộp màu xanh như thế này. Có 10 cái khẩu, từ khẩu 8 đến khẩu 24, khẩu 1/2.
Đấy, tính ra thì cái mức giá của nó rất là hời. Bác nào mua cái bộ khẩu này giá 180 nha. Bác nào mà mua bu lông thì sẽ được tặng cái bộ khẩu này luôn. Gọi cho em là khẩu hộp xanh bé 10 cái nha. Khẩu này nó sẽ là khẩu 1 phần 2, tiện lợi và đa năng lắm các bạn. Ở bên này thì em sẽ lên tiếp cho các bác này, một con máy chuyên vít của Hukan, hàng chính hãng luôn. Với cái dòng chuyên vít này này, chuyên vít pin 10 theo nha. Con này rất là mạnh luôn, nó có 3 đèn này, đầu chuyên vít này. Thiết kế máy cực kỳ là nhỏ gọn luôn, hàng logo dập nổi như này. Máy sẽ là máy không chổi than và sử dụng hàng chơi pin thông dụng. Một bộ này nó sẽ theo 2 pin 10 cell nha. Giá 1 triệu 200 ngàn. Các bác lên đơn gọi cho em là chuyên vít của Hukan pin 10 cell giá 1 triệu 200 ngàn này. Tiếp theo thì sẽ là một cái bộ máy khoan 3 chức năng của Hukan. Đây các bác tham khảo cho em mã này là Hukan F88. Với cái dòng Hukan F88 này này, rất là mạnh luôn nhá. Nó thiết kế đầu Autolock 13 ly có khóa trục và máy có 3 chức năng luôn này. Máy sử dụng motor từ không chổi than. Hôm nay bác làm mua thân máy giá là 700 ngàn, còn nguyên bộ sẽ là 1 triệu 450 ngàn. Nguyên một bộ thì nó sẽ theo 2 pin 10 cell nha, 2 pin cho 10 cell. Con này lực xiết nó lên tới là 95 Newton và có khả năng rút lõi bê tông được này. Về thân máy khoan 3 chức năng của Hukan, các bác lấy cái thân máy đầu kẹp 13 ly này này. Thân này gọi cho em là thân Hukan 522. Giá chỉ có 440 ngàn thôi. Cái thân máy này thì nó khỏe, nó cái này đang hết pin này. Cái này các bác xài nói chung là làm thợ ok lắm. Cái này nó thiết kế là đầu kim loại 13 ly và máy sẽ sử dụng motor chổi than 775, cực mạnh luôn, thiết kế là hàng chân bi thông dụng nha. Lên đơn cho em là thân máy là chưa có theo pin, giá cho em là 440 ngàn. Gọi cho em là thân máy Hukan 522. Qua bên này thì em sẽ lên cho các bác một cái con máy bu lông pin hàng ngon bổ và rẻ nhất này. Các bác lên cho em máy khoan pin bu lông của Hitachi. Đây cái mã này, bu lông pin của Hitachi. Hôm nay nếu mà bác làm mình mua thân máy thì giá là 300.000 nha, còn nguyên bộ là 600.000. Nguyên bộ là có 600.000 thôi các bác ạ, được bao ship luôn nha. Cái bộ này nó sẽ theo 2 pin 10 cell và một sạc, đầu bu lông phần 2 đầu rộng như này, cực kỳ là đa năng luôn. Giá chỉ có 600.000. Hàng ngon bổ và rẻ nhất nha. Các bác lên đơn cho em là bu lông pin của Hitachi. Con này nó sẽ có lực xiết là 330 Newton. Máy cực kỳ là êm, độ lành tính cao. Đó, bu lông Hitachi này. Em sẽ lên tiếp cho các bác là những cái thân quạt nhá. Hôm nay thì cái thân quạt màu đen như thế này này. Thân quạt như này. Đấy, đây là cái thân quạt màu đen. Các bác thiết kế lắp vào những cái quả bi chơi bi thông dụng là xài nha. Mình bật công tắc lên này. Đấy, cực kỳ là mát luôn. Cái này thì nó rất là tiện nhá, các bác có thể mang đi làm, đi chơi, đi đâu cũng được. Cứ lắp vào những cái quả BJB phổ thông là mình xài. Lên đơn cho em thân quạt là 230.000 là chưa có theo pin nhá. Bác nào chưa có pin thì là mình mua thêm pin nha. Như những cái quả pin như này này. Đấy, những cái quả pin Hukan như thế này. Pin 10 cell là 350, còn pin 15 cell thì sẽ là 500.000 một quả. Đấy, ngoài ra các bác mà muốn mua những cái pin vừa tiền hơn thì mình có thể mua những cái quả pin của Mazda. Đấy, pin 10 cell của Mazda đây. Như cái quả pin 10 cell của Mazda như này thì sẽ là 199 quả nhá. Đấy, các bác có thể mua thêm một pin hoặc là hai pin nữa về mình theo hồ xài. Sạc thì mình có thể mua những cái sạc bàn hoặc là những cái sạc áp bắt cô cũng xài được luôn nha. À, nếu mà các bác mà không lấy cái thân quạt màu đen thì mình có thể dùng cái thân quạt màu xanh như thế này ạ. Cái thân quạt màu xanh như thế này thì cái lồng quạt của nó sẽ được 27 phân nha. Cái thân quạt màu xanh này các bác vừa dùng pin được mà vừa dùng điện trực tiếp 220V được luôn. Đây, ở phía sau này mình sẽ lắp pin vào đây này. Pin ở phía sau này nha, em đang lắp pin 10 xe và lại bật công tắc ở đây đây này. Đấy, bật công tắc này lên là quạt nó đã hoạt động rồi này. Đấy, cái quạt màu xanh này này các bác có thể chỉnh tốc độ gió nha. Chỉnh tốc độ gió mạnh nhẹ được nha. Giá thân quạt màu xanh là 670 ngàn. Riêng cái thân quạt màu xanh các bác mua mình sẽ được tặng kèm thêm một cái dây sạc adapter để lay mai có thể cắm điện trực tiếp 220V mình vẫn xài được nha. Giá chỉ có 670 ngàn thôi các bác ơi, 670 ngàn một cái thân quạt màu xanh như thế này. Đấy, còn bác làm mà mình muốn mua một combo quạt màu xanh có cả pin 10 xe đi kèm ấy thì giá của nó sẽ là 850 ngàn nha. Đấy, mức giá rất chi là rẻ luôn. Bên này em sẽ lên tiếp này, những cái máy bán cốt 16 tia xanh của Akuza chính hãng như này. Cái này các bác sẽ sử dụng, nó sẽ có pin trâu đi theo, có cả điều khiển từ xa và có những cái phụ kiện để gắn từ được nha. Giá cho em là 1 triệu 2 này. Lên đơn cho em là máy bán cốt 16 tia xanh của Akuza. Giá là 1 triệu 2. Bác làm mà mình cần những cái con máy cắt cầm tay nha, tham khảo
xem cái con máy mài của Dorama này. Đấy, con này thiết kế hàng công tắc gạt đuôi này. Chổi than, cái này nó sử dụng chổi than ở phía bên trong và có những cái ô thoáng như thế này này. Các bác sử dụng rất là mát máy nhá. Con này thì giá là 350 thôi, hàng dây đồng. Máy một tấc này, gọi cho là máy mài đỏ Dorama, giá 350.000. Các bác muốn sử dụng chuôi dài thì mình dùng cái con máy Huka này nhá. Mài của Huka này này. Con chuôi dài này nó sẽ có điều chỉnh được 6 cấp độ này. Đấy. Mài chỉnh tốc của Huka là 450.000 nha. Các bác có thể lên đơn cho em mài đỏ Dorama hoặc là mài của Huka. Hôm nay với những cái mức giá cực kỳ là ưu đãi để gửi tới tất cả các bác khách hàng. Đấy, các bác mà cần những cái máy thổi bụi pin, cái máy màu xanh như thế này ạ. Đây, đang hết pin này. Cái này các bác mua thân máy giá nó có 300.000 thôi. Còn nguyên bộ mà theo một pin 10 xe và một sạc thì sẽ là 600.000 nha. Lên đơn cho em là máy thổi bụi pin màu xanh. Mình vừa có thể thổi bụi và hút bụi được luôn. Rất là tiện lợi luôn. Và ngày hôm nay ở trong kho còn rất là nhiều các mã sản phẩm hay. Trong một đoạn video ngắn thì em không thể chi tiết hết được tất cả các sản phẩm. Bây giờ em sẽ kết thúc video và em xin hẹn gặp lại các bác vào cái video sau. Hứa hẹn sẽ có nhiều các mã sản phẩm hay hơn nữa nha. Các bác hãy nhanh tay mình bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video clip tiếp theo. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.